Vậy là tròn 1 năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đa tình đến thế, mà sau lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiệm lời, người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tắt chuông điện thoại. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, không hay miên man nhớ mãi. Trả lời đi hướng nước hoa, cả mùi gì lên giữa chúng ta. Em trao anh con tim, sao anh trao cho em một cú lừa. Rồi sẽ về một nhà. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sau lúc yêu em si tình. Một người phải vờ như ngây thơ, một người nói dối quá rồi. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục. Nỗi đau này em đưa cho cơn gió cuốn. Điều gì xảy ra với em, mong rằng đừng xảy ra với anh. Thôi ta chia tay đi, nhưng riêng em sẽ không phải tiếng gì. Có ngần ngại, không hay miên man nhớ mãi. Điều gì đã quyến rũ anh, mọi điều gì đã đánh thức anh. Em trao anh con tim, sao anh trả cho em một cú lừa. Các bạn nhớ like, ấn subscribe và bật chuông thông báo nhé. Bạn dùng Mocha để làm gì? Mocha nhắn tin gọi điện miễn phí data. Bạn dùng Mocha. Mocha nhắn nhạc miễn phí data. Mocha xem phim miễn phí data. Mocha xem livestream căng đét miễn phí data. Mocha video call miễn phí data, đi xa mà gần. Mocha siêu ứng dụng trong giải trí miễn phí data.